Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Chạy Minh Dũng Bồ Câu thì hôm nay bắt đầu làm clip để cho bà con cùng theo dõi nhé. Thì không biết là mọi người đợt Tết rồi đón Tết làm sao ạ? Riêng ở trạng Minh Dũng mình thì cũng khá là vất vả với khi mà cũng phải vẫn phải chăm sóc chim dịp Tết như này. Tại vì người nông dân mà thì mọi người cũng hiểu rồi. Quanh năm làm việc và đặc biệt là những chăm sóc chim bồ câu thì mình cũng phải chăm sóc thường xuyên để làm sao để có cho cái chim bồ câu khi mà nó ra dài và chất lượng nhất ấy. Thì bây giờ đầu nhân dịp đầu năm mới mà thì cũng xin mời mọi người theo chân mình cùng khám phá cái trại bồ câu của mình. Tại vì hiện tại thì trước đó 2 tháng thì mình cũng có nhập chim bồ câu về ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk á. Thì hiện tại thì trại bồ câu này thì những bố chim bắt đầu đẻ rồi. Thì bây giờ cùng mọi người hãy cùng theo chân của mình cùng theo dõi những cái chú chim này hiện tại đang sinh trưởng nào bạn nhé. À đây này các bạn nhé. Thì hiện tại thì những chú chim bồ câu ở trại của mình bắt đầu đẻ rồi. Đây hiện tại thì con này đang ấp này, đang trong quá trình ấp. Con nào mà thích ấp thì mình sẽ cho ấp, còn không thì ở trại mình sẽ cho ấp bằng máy các bạn nhé. Đây. Bây giờ là tầm khoảng gần 5 giờ chiều. Và trước đó là 2 giờ chiều thì mình đã cho những chú chim bồ câu của mình ăn rồi. Bây giờ hiện tại thì trời cũng sắp tối. Đây các bạn nhé, đang ấp rồi, trứng đang vẫn là đang ở trong phòng này. Đây thì nở đấy các bạn nhé, đây là bồ câu con này. Thì tầm khoảng 20 ngày nữa thôi thì chú chim bồ câu này sẽ là trở thành bồ câu ra ràng. Và khi mà bồ câu ra ràng thì mình cũng sẽ lựa những con nào mà nó chất lượng nhất đó, tối ưu nhất thì mình cũng sẽ lựa để làm giống. Thì clip trước đó thì mình cũng đã làm để giới thiệu các bạn về cách chọn giống bồ câu rồi. Và nếu mọi người muốn theo dõi thì mọi người có thể lên trang của mình xem lại clip nhé. Bồ câu ở trại mình là hoàn toàn là bồ câu Titan Thái siêu thịt các bạn nhé. Đây là những chú chim này đang ấp này. Đang ấp. Hầu như là những lòng bồ câu của mình là đang ấp các bạn nhé. Đây. Các bạn có thể quan sát thấy là bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại bồ câu Minh Dũng của mình rất là lớn. Nhìn vào clip này thì các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái hình ảnh con chim. Mọi người có thể dễ dàng lựa cho mình cái giống tốt hơn. Tại vì các bạn nhìn vào hình ảnh như này thì các bạn có thể dễ dàng so sánh với các loại bồ câu Pháp. Tại vì bồ câu Pháp hiện tại thì không thể nào mà so sánh với bồ câu Titan Thái được. Tại vì bồ câu Titan Thái hiện tại là chất lượng nhất, cũng như là dễ nuôi con nhất. Và khi những cái trứng bồ câu này nở thì mình sẽ ghép các bạn nhé. Một lòng bố mẹ này sẽ nuôi khoảng 3 đến 4 bồ câu con. Nuôi bồ câu mà thì quanh năm suốt tháng thì mình cũng vẫn phải ở chuồng trại thế này thôi. Một ngày thì cho ăn 2 lần. Buổi tối thì mình cũng
thắp đèn để sưởi ấm cho những chú chim bồ câu của mình, tại vì thời tiết ở Đắk Lắk này thì nó cũng khá là lạnh, hiện tại thì cũng khá là lạnh. Đây, những lồng này là đang trong quá trình ấp hết các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy là trứng bồ câu đây này. Đây, hiện tại thì đang ấp đây. Tất cả đều là ti tan thái siêu thịt. À, nếu mọi người mà có nhu cầu mà mua bồ câu giống hoặc là bồ câu ra ràng thì mọi người có thể liên hệ cho trại bồ câu Minh Dũng mình nhé. Tại vì hầu như là ở khu vực miền Nam này thì chỉ có trại bồ câu Minh Dũng của mình cung cấp giống bồ câu ti tan thái này thôi. Thì cái việc mà sang Thái Lan mà bắt giống về thì cũng không phải đơn giản đấy các bạn. Đây là những chim bồ câu ở trại của mình, rất là khỏe khoắn. Thì năm mới thì mình cũng xin chúc các anh em đang nuôi bồ câu thì có một năm có nhiều thuận lợi nhé, thật là nhiều thuận lợi, làm ăn gặp nhiều may mắn. Thì mọi người có nhu cầu thì cứ alo, thì trại bồ câu Minh Dũng của mình là luôn sẵn sàng trao đổi cùng với mọi người hay là các anh em có nhu cầu nuôi bồ câu phát triển kinh tế. Và mọi người mà có cái nhu cầu hoặc là muốn theo dõi cái nội dung clip như thế nào thì mọi người có thể nhắn tin ở bên dưới để mình có gì mình sẽ làm clip theo yêu cầu của mọi người ấy. Cứ một lồng này là sẽ nuôi được một cặp các bạn nhé. Thì ở trại mình thì trước đó thì mình nói rồi, mình không nuôi quần thể. Tại vì khi mà mình nuôi như này thì nó cũng có nhiều cái ưu điểm. Việc mà mình dễ dàng quan sát bồ câu. Chứ nuôi quần thể nhiều khi chim có vấn đề gì mình cũng không thể nào mà mình theo dõi được. Đây. Bồ câu ti tan thái siêu thịt thì màu sắc của lông thì rất là đẹp. Nhiều người thì cũng nhắn tin hỏi mình là hiện tại ở trại mình là đang cho bồ câu ăn loại thức ăn gì. Thì mình cũng xin nói luôn là ở trại mình riêng với cái loại bồ câu ti tan thái siêu thịt này thì loại thức ăn của mình cho nó ăn đó là cám con cò các bạn nhé. Cám con cò đây. Cám con cò. Tại vì trên thị trường Đắk Lắk này thì mình cũng liên hệ nhập cám con cò này ở đại lý ở khu vực Tây Nguyên này. Thì họ cũng giao thẳng cám cho mình luôn. Thì nói chung cũng dễ dàng chứ không có gì khó khăn cả. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình nhé. Thì mọi người cứ comment hoặc là gọi điện cho mình về việc trao đổi nuôi bồ câu, hoặc là mọi người có nhu cầu mà theo dõi clip nội dung cụ thể như nào thì mọi người cứ nhắn tin cho mình nhé.